Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món hoa chuối hấp mê thịt. Đây là thịt lạc nha, thịt lạc xay các bạn ạ. Hoa chuối thì vừa rồi tôi đã ra cắt ở vườn đây rồi. Trước kia thì tôi được thưởng thức cái món này ở trên vùng cao rất là nhiều các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn để các bạn làm thử, ăn thơm mà ngon mà ngậy. Đấy, bây giờ nó có kèm theo là hành lá, rau thơm là rau hô húng Bắc Hà, với cả rau mùi tàu, rau lá lốt nha. Đấy, miếng nước mắm, trứng, mì chính và hạt lêm. Đây là hạt dổi các bạn ạ. Các bạn nhớ là hạt dổi các bạn để cho vừa phải. Tôi lấy những cái phần non chứ không lấy cái chỗ già thì nó rất là chát. Hoa chuối này có thể ta làm rau ăn sống, rau sống được. Đấy. Kèm theo này là ta ăn bún, nhất là coi như thế là bún ốc mà có cái rau chuối này, hoặc là bún cua có rau chuối là ngon, hoặc là ta làm lộn. Cho nên hôm nay thì tôi sẽ trực tiếp để hấp mấy thịt. Các bạn muốn để thái hoa chuối thì nó hợp lý thì các bạn cắt sâu một chút đó, bỏ đi. Đấy, để nó tự dưng các bạn thấy được thì hoa chuối này nó rất là non. Các bạn phải bỏ ruột nó đi, thì ruột mà các bạn cho vào là nó bị chát. Đây cái ruột là cái này. Đấy. Các bạn hãy thái nhỏ như kiểu là các bạn làm lộn hoặc là ăn rau sống. Đấy, các bạn thái như thế này là các bạn nhanh chóng cho luôn một nước để ngâm. Khi cho vào cái là cái màu này nó đã ra màu đỏ đỏ rồi đây. Tôi sẽ thái đến hành này các bạn ơi, và các cái rau thơm. Khi ta làm cái này ta vắt thêm, có thể có chanh cũng được hay là có quất. Ta làm như thế này để cho nó ra hết được cái nước chát và nó còn có cái vị thơm. Đấy, các bạn đã thấy không, nó trắng mà nó bông lên rồi, hết cái độ nhựa rồi. Đấy. Các bạn nhớ nếu mà làm mà các bạn không ngâm một lúc muối ấy, không vắt thêm chanh hoặc là quất vào thì nói chung là nó sẽ bị chát. Các bạn nhớ, bây giờ tôi sẽ giã hạt dổi. Hạt dổi thì phải nói rất là thơm, nhưng nếu các bạn cho nhiều quá là khó ăn. Tôi đã giã hạt dổi rồi. Đấy, tôi cho hoa chuối vào đây. Hoa chuối thì các bạn đã biết rồi, thái nó hợp lý rồi. Tôi cho cái rau thơm lên nhé. Tự cho hạt dổi vào. Thịt thì các bạn hãy nhớ là các bạn đã cho vào. Bây giờ tôi sẽ cho gia vị, một chút nước mắm này, vì hạt lêm nó cũng có độ đậm. Chỉ cho một chút mì chính. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi cho trứng. Các bạn hãy nhớ là khi ta cho trứng vào cuối cùng, ta trộn đều lên cái này, bắt đầu ta phải gói vào luôn, vì trứng này nó chảy nước kìa đấy. Các bạn nhớ. Đây. Nếu làm nhiều thịt mà nhiều các rau nữa thì các bạn cho hai quả. Tôi đã trộn rất là đều rồi. Bây giờ các bạn nhớ là tôi sẽ cho vào trong cái lá chuối này. Ở miền cao thì người ta cho bằng cái lá vàng. Đấy, nhưng mà ở dưới xuôi này không có lá vàng thì các bạn nhớ là ta cho bằng coi như thế này, lá chuối. Ở trên miền cao thì có chỗ người ta gọi là lá ngõa, có chỗ thì gọi là lá vải. Đấy, nó họ cùng với sung. Nhưng mà bây giờ ở dưới xuôi này thì không có cái lá đấy, thì ta phải gói bằng coi như thế là lá chuối. Gói bằng cái lá ngõa hoặc là lá vải thì các bạn ăn luôn cả cái lá đấy vẫn được, thưởng thức luôn. Đây, các bạn làm như thế này là hợp lý rồi. Thế là ta buộc túm nó lại.
xong cái này này ta cứ thế này, ta sẽ mang cái hấp ta dùng luôn bằng cái nái dây là chuối. Bây giờ các bạn ơi, tôi sẽ cho một lùi hấp nha, để tôi hấp lên này. Để này các bạn nhớ lên hơi rồi mà ta bắt đầu cho gói thịt này đã. Tính từ lúc sôi thì các bạn nhớ là cài đun vào khoảng độ tương đương với 20 phút. Đây các bạn ơi, tôi đã mở ra luôn đây. Đấy, thời gian tôi đã làm hợp lý lắm rồi. Ơi các bạn ơi, rất là thơm. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món hoa chuối coi như hấp với thịt này. Thịt thì này các bạn sắn này. Đấy. Các bạn cho vào bát. Đấy. Rất là ngon các bạn. Thơm, phải nói thơm mà ăn lại ngậy ngậy. Trên vùng cao thì người ta hay có cái rượu rượu cần. Đấy, người ta làm món này người ta uống. Nhưng cũng có bản người ta làm đậm hơn để người ta ăn cơm. Ngậy ngậy bùi bùi mà thơm ngon, mùi thơm của hạt dổi các bạn. Các bạn hãy thử làm một lần, ăn rất là ngon, ngọt, không có độ chát gì cả. Đấy là hoa chuối đấy. Nhưng mà các bạn hãy nhớ là các bạn phải ngâm với cả nước muối, vắt chút chanh nữa, sau đó các bạn phải ra rửa cho thật sạch. Đây là một món ăn của vùng cao, các bạn hãy làm thử một lần, các bạn sẽ mê ly luôn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn làm thử một lần thành công và rất là ngon, và các bạn hãy nhớ mãi. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Tôi hấp đã được lửa tiếng rồi đấy các bạn ơi. Bây giờ các bạn hãy nhớ nhờ bạn đặt miếng cá vào. Đấy, mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu về các bạn một món cá lóc hấp bầu. Đây là cá nha các bạn nha. Đấy. Và đây là quả bầu. Kèm theo là có hành tây này, hành lá này, gừng này, ớt sừng này, hành tím này, cà rốt này, có hạt lêm và hạt tiêu và nước mắm. Đấy, bây giờ tôi sẽ thái cái hành khô này. Thái nhỏ nó ra thì ta ướp để cho nó đều. Tôi thái nhỏ rồi thì tôi cho vào cái bát nhé. Gừng thì các bạn phải đập dập ra. Đấy, ta đập cho nó dập ra. Xong thì ta thái nó nhỏ. Thì ta ướp nó mới đều được. Tôi cho vào đây. Để tí nữa tôi trộn đều lên. Vừa hành, vừa gừng. Đấy, tôi cho hạt tiêu này. Các bạn cho nước mắm. Để cho hạt lêm. Ta trộn thật đều lên. Đấy, bây giờ tôi ướp cá thì các bạn hãy nhớ này. Đó, tôi phải khía nó ra. Các bạn khía nó chéo chéo ấy rồi. Đấy, chỉ cần các bạn làm vừa phải thôi. Không nên cắt sâu quá. Các bạn nhớ là các bạn làm hai mặt.
tôi sẽ đặt vào cái đĩa này để tôi ướp. Đấy. Trước tiên thì con cá đã mổ ra rồi như thế này thì các bạn ướp một chút nó vào bên trong. Đấy. Trộn đều tất cả nước mắm, hành và gừng. Đấy, các bạn ướp vào bên trong. Đây, các bạn để hâm bên ngoài, các bạn miết vào các cái kẽ của con cá đã được khía. Tất cả các gia vị nó đã được ngấm vào trong cái thịt của con cá. Nhớ khi ướp xong thì các bạn để vào khoảng 15 phút để cho nó ngấm. Đây, tôi lạo cà rốt các bạn. Các bạn nhớ là ta thái chỉ. Đây, cà rốt tôi đã thái chỉ đây, tôi để vào trên cái đĩa này. Đây, cái ớt này cũng thái chỉ. Đây, ớt thì tôi cũng để lên trên đây. Tôi sẽ thái chỉ một ít gừng nữa. Các bạn nhớ là hành tây các bạn cũng thái chỉ. Hành lá thì các bạn thái khúc nữa ra. Tôi sẽ khía cái quả bầu này ra. Tôi khoét cái ruột nó ra. Đấy. Cái ruột bầu này là các bạn nhớ là các bạn phải lạo hết nó ra. Đấy, xong các bạn cho con cá vào trong này. Các bạn lại đậy lắp vào. Tôi sẽ cho một chút các cái gia vị vào đây. Đây ví dụ như hành này. Đấy. Đây, cả cà rốt này, cho một chút xuống dưới này. Đấy. Hành lá này. Gừng này. Đấy. Đấy, bây giờ thì các bạn nhớ là bây giờ tôi sẽ đặt cho cá vào đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Con cá thì bây giờ tôi vẫn phải để như thế này. Đấy. Tôi sẽ cho các cái gia vị lên trên này, ở hai bên cạnh này nữa, cả trên mặt nữa. Đấy, các bạn đậy nó vào như thế này là được rồi. Đấy. Đây, các bạn nhớ đây, tôi đã đặt vào đây. Đấy. Tôi đậy nắp này, tôi sẽ gióm lửa để đun. Đun khi sôi, bắt đầu là tính từ lúc sôi cho đến lúc bắc ra là 30 phút các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ mở ra tôi xem nhá. Ú chà chà. Tôi hấp đã được nửa tiếng rồi để các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ cho ra ngoài. Đây các bạn ơi. Các bạn có thấy rằng một quả bầu này mà để như thế này hấp sôi những 30 phút. Tính từ lúc nó sôi đấy các bạn nhớ nhá. Vì bầu tôi cũng lạo rồi, nó còn mỏng thôi. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong cái món cá lóc hấp bầu đây. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức trong lúc này nó đang nóng các bạn ạ. Ăn cá nó phải ăn lúc nóng này thì nó ngon lắm các bạn ơi. Các gia vị tôi cũng đã có đủ đây rồi. Đấy, các bạn nhớ là cho rau sống vào đây. Các bạn ăn nhiều dưa chuột thì các bạn sẽ cho nhiều. Đấy, các bạn cho một chút bún. Bây giờ các bạn hãy nhớ nha, các bạn đặt miếng cá vào. Bây giờ các bạn bọc vào. Ôi chà chà, ăn như thế này thì các bạn cuộn như cuộn lem ấy, ăn thì tuyệt vời là ngon. Đấy, mời các bạn thưởng thức cùng với tôi.
ngon thơm vô cùng. Các bạn làm được chấm thì nhạt nhạt thôi nhé, các bạn đừng có nam đậm. Các bạn một có thể vắt chanh, hai các bạn cho giấm, cho thêm một chút tỏi nữa để các bạn chấm. Đấy, các bạn chấm thoải mái. Ăn cái này thì các bạn chỉ có ăn no thì không biết chán đâu các bạn ơi, ngon vô cùng. Vừa thơm hạt tiêu, vừa thơm nước mắm, vừa thơm của các gia vị như gừng, rồi hành, rồi cà rốt. Các bạn ăn dùng cái món này thì phải có cả cái giấy nem. Đấy, cái giấy nem này để cuốn luôn. Trong đó có này rau sống này, là đây là xà lách này, và rau thơm này, để bún này, rồi đây là dưa chuột. Và các bạn lấy xong thì các bạn cho cá lên, các bạn cuộn vào thì các bạn ăn no được các bạn ạ. Phải nói là tuyệt vời, là ngon đấy. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn nếu làm thử sẽ thành công và ngon hơn tôi làm. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Đây, bây giờ tôi sẽ dưới cái nước sốt lên này để mời các bạn cùng thưởng thức với tôi. Thịt gà chín rồi mà ăn rất rắn, rất là dai. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món gà hấp mỡ hành. Đây, nguyên liệu chính là một con gà đây, kèm theo các gia vị, nước mắm này, dầu hào, muối hạt, đường, bột nghệ, hạt lêm, hạt tiêu. Trong đó có hành tây và hành tím, chanh và gừng và ớt và một chút hành lá. Bây giờ tôi thái cái hành tím này trước nhé. Đấy, bây giờ tôi phải cho nó vào trên cái đĩa này. Hành tây thì các bạn nhớ nó bổ cau. Tôi làm đến gừng các bạn nhé. Thế là tôi thái sợi nhé. Đấy, tôi thái sợi trước. Còn một số này tôi sẽ đập vụn đấy nhé các bạn. Đây là tôi cho sang một bên. Đấy. Đây, tôi cho vào bát con các bạn. Tôi sẽ đi tẩy hôi gà nhé. Đấy, trước tiên tôi phải trà cho chanh vào con gà này đã. Tôi bây giờ cho muối hạt luôn. Đấy, cứ nhẹ nhàng các bạn trà nó lên. Đấy, để cho nó đỡ bị xước cái da này. Các bạn nhớ nhé, tôi bây giờ đi rửa sạch xong tôi để ráo một chút, xong tôi vào tôi tẩm ướp. Đây nhá, tôi đã rửa sạch gà rồi, bây giờ tôi để cho nó ráo. Trong khi để ráo thì tôi sẽ cho các gia vị vào đây để tôi làm nước sốt, để tôi tẩm ướp vào gà. Đây là gừng giã thì tôi cho một lửa các bạn. Tôi sẽ cho nước mắm này các bạn nhớ này. Đây, tôi cho hạt lêm nha các bạn nhé. Bởi vì hạt lêm nó cũng đậm, cho nên các bạn nhớ ta cho vừa phải nước mắm. Đây, cho hạt tiêu. Đây, cho một chút đường. Đấy, đường các bạn nhớ ta chỉ dùng 2 thìa thôi. Đây là bột nghệ nhé. Đây, cuối cùng các bạn cho cái dâu hào vào. Tôi cho một chút hành tím vào đây. Các bạn nhớ là ta sẽ ướp ở bên trong trước.
Đấy, các bạn nhớ này, ta đảo đều nên trong đó có cả gừng, vụn và hành. Ta sẽ múc tay cho bên trong đã. Đấy. Ở bên trong này tôi đã xoa đều rồi. Bây giờ tôi sẽ ướp vào bên ngoài. Đây các bạn nhớ nha, đây bây giờ tôi để tại cái song này nha. Đấy, tôi để đây 15 phút cho nó ngấm ra xong tôi mới đi hấp. Đây các bạn ơi, tôi đã ướp gà được đủ thời gian là 15 phút rồi. Bây giờ tôi sẽ cho vào đĩa để tôi cho vào song tôi hấp. Trong khi mà chờ đấy tôi đã đun nồi lửa đã gần sôi rồi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ cho cái hành tây. Hành tây chung quanh vành đĩa hết. Đấy. Thì gừng nha, các bạn nhớ là thái chỉ này. Tôi sẽ cho hết xuống dưới. Đấy, các bạn cho hết xuống dưới chứ không nên cần phải cho lên trên làm gì cả. Đây, bây giờ tôi sẽ cho con gà này vào đây, vào trên đĩa nha. Đấy. Bây giờ tôi sẽ cho vào trong song. Các bạn nhớ nè. Đấy, lược này nó hơi nóng đấy. Đấy, được rồi. Bây giờ tôi mới đậy vung lại. Các bạn nhớ là khi ta hấp gà thì các bạn khi sôi nước rồi các bạn đun vừa phải. Tôi sẽ hấp trong vòng vào khoảng độ 30 đến 40 phút nha. Đấy, tùy theo con gà nó to hay là nó nhỏ. Các bạn ơi, tôi đã đun được 45 phút rồi. Nó chín rồi đấy. Các bạn ạ, bây giờ tôi sẽ mở vung ra. Úi chà chà. Ngon lắm các bạn ơi. Rất là thơm. Đây, tôi cho ra cái ghế đây. Đấy, để cho nó nguội đi. Tôi để cho nó nguội thì tôi mới nhấc gà ra. Bây giờ tôi sẽ đi làm cái nước sốt. Đây các bạn ơi, các bạn phải đun cho dầu nó sôi kỹ lên nhá. Đây, sôi già lên thì các bạn múc cho vào cái bát hành. Đấy, nó sôi sung sục lên như thế là đúng. Đấy. Được rồi. Đây tôi cho hành vào. Bạn phi cái hành tím này cho nó thơm lên nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ nhấc gà ra nha. Tôi mới chắt cái nước vào cái bát con nha. Đây, tôi đã chắt xong rồi. Tôi cho cái gừng thái nhỏ này. Đấy, để tôi cho vào đây. Đó. Bây giờ tôi cho cái nước ở con gà nó tiết ra đây. Đấy, cái nước nó vào đây. Đấy, cái đun. Đấy, các bạn đun sôi như thế này là được rồi nhá. Tôi đổ ra bát rồi nhá. Đấy, các bạn nhớ đấy. Đây, bây giờ tôi sẽ mang gà để tôi chặt nhé.
Đây, bây giờ tôi sẽ dưới cái nước sốt lên này. Cái nước này là rất thơm của gừng này, của hành phi này. Thế cho nên là các bạn chỉ lấy nước thôi chứ không cho cái vào đây làm gì. Bây giờ tôi dưới mỡ, đây là cái mỡ hành nha. Cái mỡ này thì các bạn hãy nhớ là ta chỉ chắt ta lấy cái hành này là chủ yếu. Các bạn ơi, bây giờ tôi đã chặt để lên trên đĩa đây rồi. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức để mời các bạn cùng thưởng thức với tôi. Ngon thơm vô cùng. Các bạn hãy nhớ là tùy theo con gà to hay nhỏ. Nếu con gà to thì các bạn như hôm nay con gà cũng tương đối to. Cho nên hôm nay là tôi hấp 45 phút. Nếu con gà nhỏ thì các bạn chỉ hấp vào 30 đến 35 là cùng. Các bạn mà gà nhỏ mà hấp nó quá thời gian thì nó ra hết nước. Thì ăn con gà nó khô, nó không được ngon. Hôm nay phải nói tôi đã tẩm ướp ăn rất là ngon các bạn ạ. Thịt gà chín rồi mà ăn rất rắn, rất là dai. Các bạn tẩm ướp rồi mà sau đó cái nước mà con gà nó tiết ra đấy khi đun chín, các bạn lấy cái nước đó phi hành khô cho vào mà tưới lên đây thì thịt gà nó đã ngấm rồi, ăn rất ngon mà lại thơm mà lại vừa, không có một chút nào là mặn, rất là vừa. Còn là các bạn nào ăn đậm hơn thì các bạn để chấm vào mùi chanh được. Các bạn làm cái món gà hấp mỡ hành này thì các bạn phải làm đúng như chương trình vừa rồi tôi đã trình bày. Vừa rắn, vừa thơm, vừa ngon. Có lẽ là tôi xin tạm dừng clip ở đây. Hẹn các bạn một clip sau. Chúc các bạn có một ngày vui, hạnh phúc, hoàn thành nhiệm vụ. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt.